đài truyền hình California Scene Channel 15. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2015. Vân Hằng hiện đang đứng ở nhà hàng Grand Fortune thuộc thành phố San Jose, California. Thì hôm nay ở đây có một cái event rất là đặc biệt để kỷ niệm 11 năm trang web cailuongvietnam.com có mặt trong lòng những khán giả mộ điệu cải lương. Thì xung quanh Vân Hằng đây thì các bạn cũng có thấy là có rất nhiều quan khách và các khán giả tham dự để vui chung với trang web, một cái trang web rất là dễ thương và có rất nhiều các bạn trẻ nhiệt tình và hăng say yêu mến những làn điệu vọng cổ mênh mang của quê hương mình. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài truyền hình California Scene Channel 15, bên cạnh Vân Hằng ở đây thì có một bé, một giọng hát rất là dễ thương của cộng đồng người Việt Nam. Thì đây là bé Bảo Trân, 9 tuổi. Cô Vân Hằng chào bé Bảo Trân. Thì con có thể cho khán thính giả của đài truyền hình California Scene Channel 15 biết tại sao con lại hát vọng cổ hay đến như vậy? Con có học hát cải lương không? Dạ có. Lý do nào mà con lại thích hát cải lương? Tại con nghe quý cô chú hát cải lương con rất là thích. Con có đi học về một cái lớp học hát cải lương nào không? Hay là con tự cái năng khiếu bẩm sinh là con hát? Dạ, con có đi học. Cô giáo dạy hát cải lương của con là ai? Dạ, cô đó. Cô Ngọc Dung không con? Dạ. Con có thể hát một vài câu để tặng cho khán giả của đài truyền hình California Scene Channel 15 ha? Dạ, được. Bao năm xuôi ngược hồng trần, vui buồn khổ hờn, bao lần đắng cay, nương về Tam Bảo như